thao tác tỷ lệ CN trong thức ăn. Thì bài báo gồm 5 phần là giới thiệu vật liệu và phương pháp, kết quả thảo luận và kết luận. Phần đầu tiên giới thiệu thì công nghệ BioFlox là một kỹ thuật bền vững để sử dụng trong hệ thống nuôi tôm không thay nước. Ngoài thức ăn thông thường thì ta có thể bổ sung carbon hydrate ví dụ như đường để làm tăng tỷ lệ CN để thúc đẩy thức ăn, để thúc đẩy sự phát triển của BioFlox trong hệ thống. Nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng BioFlox được tạo ra trong hệ thống nuôi có thể nâng cao hiệu suất tăng trưởng của tôm, vì BioFlox là tăng hiệu quả thức ăn bằng cách tái chế dư lượng thức ăn trong thức ăn chăn nuôi và thu hồi một số phần của chất dinh dưỡng của tôm đủ được bài tiết ra. Quan trọng hơn hết thì vi sinh vật trong hệ thống sẽ tác động tích cực đến hoạt động enzyme tiêu hóa của tôm. Phần thứ hai, vật liệu và phương pháp. Đầu tiên là sẽ thiết kế thí nghiệm và thiết bị bể chứa. Thí nghiệm được thực hiện ở trong các bể thủy tinh với thể tích nước là 125 lít mỗi bể, gồm 12 bể chứa chia thành 3 nhóm. Hai nhóm đầu thì sẽ bổ sung đường saccharo với tỷ lệ là 15 và 20, và chúng không được thay nước trong quá trình nuôi cấy. Còn nhóm còn lại thì sẽ không được bổ sung đường và không và sẽ được thay nước thường xuyên để làm mẫu đối chứng. BioFlox ban đầu thì được đặc trưng bởi vi khuẩn bacillus được thêm vào tất cả các bể chứa dựa trên BioFlox với lượng là như nhau trước khi thả tôm vào. Tất cả các bể thì được sục khí liên tục, nhiệt độ nước duy trì ở 20 độ C, mật độ chiếu sáng là 12 sáng 12 tối trong suốt quá trình nuôi cấy. Tiếp theo là sẽ thả tôm vào quản lý bể. Thì tôm giống sẽ được lấy từ Trung Quốc sau khi thích nghi 10 ngày thì được lúc này thì tôm có trọng lượng là khoảng 6,95 cộng trừ 0,22 gram, sẽ được thả vào ngẫu nhiên 12 bể, mỗi bể chứa 28 con. Tôm sẽ được nuôi cấy trong 30 ngày. Ngoài ra thì 16 con tôm sẽ được lấy ngẫu nhiên để phân tích thành phần toàn bộ thành phần cơ thể trước khi mà thời điểm thí nghiệm bắt đầu. Thì đối với thức ăn cho tôm thì được chế biến sẵn là với 35% là chất đạm thô với tỷ lệ CN là xấp xỉ bằng chín. Thì cho ăn 3 lần trên một ngày vào các giờ 6 giờ, 14 giờ và 22 giờ. Đường saccharo thì chứa khoảng 38% lượng carbon, được sử dụng làm nguồn carbon hydrate để điều chỉnh tỷ lệ CN. Lượng sắt ca thêm vào được tính dựa trên tỷ lệ CN của thức ăn mà ngày đầu đưa vào bể để tăng tỷ lệ lên 15 thì chúng ta thêm 0,68 ký sắt carrier và 20 lên tỷ lệ 20% thì sẽ thêm vào 1,24 ký, còn mẫu đúng trứng thì chúng ta không thêm vào. Tiếp theo là đánh giá chất lượng nước. Thì trong suốt 30 ngày 30 ngày thử nghiệm thì nhiệt độ nước, độ mặn, oxy hòa tan và pH thì được đo hàng ngày vào khoảng lúc 8 giờ đến 10 giờ. Khi mà pH giảm xuống 7,5 thì chúng ta sẽ dùng là ACO3 để nâng lên 7,9. 100 ml mẫu nước thì sẽ được thu hoàn toàn vào lúc 14 giờ từ mỗi bể. Một nửa thì chúng ta sẽ đem đi phân tích quang phổ để tìm tổng lượng nitơ amonia, nitơ nitrit và nitơ nitrat theo phương pháp tiêu chuẩn để kiểm tra nước và nước thải EUABHA 1998. Nửa còn lại thì chúng ta sẽ đem lọc với ống suất chân không thông qua sấy khô và gân. Giấy lọc thì chứa chất lơ lửng vật liệu được làm khô ở 100 đến 5 độ C trong tủ sấy và sấy đến trọng lượng không đổi, mẫu khô được cân đến 0,01 mg. Tiếp theo là thu thập BioFlox và lấy mẫu tôm. Đối với BioFlox thì sau 30 ngày BioFlox được sinh ra, được thu thập bằng cách là cho nước trong bể đi qua một túi ni lông là có kích thước mắc lưới là 10 micromet, làm khô. Tiếp theo là đi làm khô ở nhiệt độ
105 độ C cho đến khi động lượng không đổi và bảo quản ở 20 độ C cho đến khi mà đem đi phân tích thành phần. Ngoài ra, 50 ml mẫu nước sẽ được thu thập từ mẫu bể xử lý, đem cho vào ống Evendos và đi ly tâm 2.000 vòng trên 15 phút ở 4 độ C. Và phần nổi phía trên thì được bỏ đi và phần trầm tích ở dưới thì sẽ được tái lơ lửng trong 1/10 thể tích ban đầu. Hút 50 ml bao phờ lốc trên bề mặt nổi và đưa vào chai polyethylene và xử lý. Sẽ được xử lý bằng máy siêu âm V3 ở tần số là 20 kHz giấy trong 2 phút. Thì các dịch chiết xuất sau đó sẽ được đi tâm một lần nữa ở 20.000 vòng trong 20 phút và phần nổi phía trên là chứa enzyme được sử dụng làm nguồn enzyme để thử nghiệm. Đối với tôm thì tôm sẽ thu hoạch sau 30 ngày và mình sẽ đếm số lượng tôm sống và cân trọng lượng cơ thể của từng cá thể. 6 con tôm sẽ được thu thập ngẫu nhiên để lấy mẫu các mũi tiêu hóa, gồm các tuyến tiêu hóa, dạ dày và ruột, đem cân và đồng nhất với 2 lần nước cất và sau đó đem xay và ly tâm ở 10.000 vòng trong 30 phút để loại bỏ các mô vụn và lipid. Phần nổi phía trên chứa enzyme sẽ được cho vào ống Evendos và giữ ở âm 20 độ C. Ngoài ra thì 6 con tôm khác từ mẫu bể để phân tích thành phần toàn bộ cơ thể của chúng. Tiếp theo là sẽ là hoạt động của enzyme và phân tích thành phần. Enzyme và protein thì được kiểm tra theo phương pháp của Lowry sử dụng casein làm chất này và phản ứng với thuốc thử polyphenol. Enzyme amylase thì sẽ được thử bằng phương pháp sa màu axit sử dụng tinh bột tan làm chất này. Đối với protein và amylase của tôm thì hoạt tính enzyme sẽ được đo bằng sự thay đổi của độ hấp thụ. Một đơn vị hoạt động của enzyme sẽ được biểu thị bằng mẫu miligam tyrosine hoặc là manto được giải phóng ra 1 phút. Tổng số hàm lượng protein hoặc tổng số hàm lượng protein thì sẽ được đo bằng chất pha loãng theo phương pháp bởi Bradford sẽ sử dụng albumin huyết thanh làm tiêu chuẩn. Còn đối với protein amylase của các mẫu bioflot thì hội tính enzyme sẽ được thay đổi trong độ hấp thụ sẽ biểu thị bằng một một millimol tyrosine và hoặc là manto được giải phóng ra 1 phút. Phân tích thành phần. Protein thô và lipid thô, hàm lượng tro sẽ được của mẫu bioflot và mẫu tôm sẽ được tiến hành theo phương pháp của tiêu chuẩn AOCC. Là protein sẽ được xác định bằng cách là đo nitơ theo phương pháp của K được lipid thì bằng cách chiết xuất ET của bằng phương pháp sót lét. Hàm lượng tro thì đốt trong lò ở nhiệt độ là 550 độ C. Độ ẩm của mẫu tôm thì được xác định là bằng sấy ở nhiệt độ 105 độ C trong 24 giờ. Về kết quả thì chất lượng nước và sự phát triển của bioflux, sự phát triển về khối lượng và trục chất lo lẫn thì theo thời gian sẽ được biểu thị ở trong hình 1. Cả hai mức BFV và TTS sẽ được tan dần qua theo thời gian nuôi cấy và theo xu hướng thay đổi của chúng là nhất quán. Sau 30 ngày, BFV và TTS có mức độ trung bình ở cả hai nghiệm thức C15 và C20 là khoảng 21 ml đến 3 và 320 mg lít. Kết quả của thông số chất lượng nước thì được biểu hiện ở bảng 1. Chất lượng nước đo được ở tất cả các nghiệm thức vẫn nằm trong mức khuyến nghị cho phép được nuôi tôm. Chỉ có pH ở hai nghiệm thức C15 và C20 là dưới phạm vi được coi là tối ưu. Nhưng mặc dù thì nó cũng đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng và hoạt động của enzyme ngoại bào của bioflot thì được thể hiện ở bảng 2.
Hàm lượng protein thô ở nghiệm thức C15 thì bằng 27,3 cộng 3,7. Lipid thô thì tầm khoảng 3,7. Hàm lượng trơ thì khá là cao là 49,4. Protein ở nghiệm thức C15 là khoảng 10,7. Amylase thì cao là khoảng 335,5. Ở nghiệm thức C20 thì protein thô là 31,6, lipid thô là 4,2, hàm lượng trơ là 43,7, enzyme protein là 14,4 và amylase là 29,3, 293,5. Hiệu suất tăng trưởng và sử dụng thức ăn của tôm thì hiệu suất tăng trưởng được đánh giá thông qua là trọng lượng cuối cùng. Sự tăng trưởng của tôm ở hai nghiệm thức Bioflux là tốt hơn so với kết quả đối chứng, còn tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thì lại thấp hơn. Tỷ lệ sống thì trên 90% ở tất cả các nhóm. Hoạt động enzyme tiêu hóa của tôm thì ở hình 2, hoạt động enzyme protein và amylase của tôm trong cả ba nhóm thì cả hai enzyme thì hoạt động cao nhất ở tuyến tiêu hóa, còn ở dạ dày thì ở mức trung bình, còn thấp nhất là ở ruột. Hoạt động enzyme tiêu hóa là tăng ở hai nghiệm thức Bioflux ở hình 2A và hình 2B, và chúng thì không có ý nghĩa thống kê. Ở hình 2C và 2D thì hoạt động của hai enzyme trong dạ dày ở hai nghiệm thức Bioflux thì cao hơn đáng kể so với mẫu đối chứng. Xu hướng của hoạt động của hai enzyme ở ruột thì giảm, cho thấy ở hình hơi E và hơi F. Từ đó chúng ta sẽ có thể suy ra là Bioflux thì có ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme giữa các mô tiêu hóa khác nhau. Thành phần cơ thể của tôm được thể hiện ở bảng 4 thì không có sự khác biệt đáng kể về độ ẩm cũng như hàm lượng protein giữa hai nghiệm thức Bioflux và đối chứng. Còn hàm lượng lipid thô và hàm lượng trơ thì có xu hướng tăng ở cả hai nghiệm thức Bioflux. Về thảo luận thì các Bioflux thì đã cải thiện đáng kể năng suất tăng trưởng của tôm. Ở hai nghiệm thức Bioflux thì đều cho tăng trưởng cao hơn đáng kể so với mẫu đối chứng, trong khi thì tỷ lệ chuyển đổi thức ăn thì thấp hơn. Bioflux là một loại thức ăn tự nhiên mà quan trọng bổ dưỡng trong hệ thống nuôi. Chúng có thể cung cấp protein, lipid, khoáng và vitamin cho tôm. Từ thí nghiệm thì chúng ta thấy là hàm lượng protein thô thích hợp là 27,3%. Đây, protein là 37,3%, còn ở hai nghiệm thức còn lipid thô thì 3,7 đến 4,2%. Hơn nữa thì Bioflux là có thể thể hiện được hoạt động của hai enzyme amylase và protein là tương đối cao, cho thấy là các enzyme ngoại bào sẽ được tạo ra bởi các vi sinh vật có trong hệ thống. Các enzyme vi sinh vật này thì có thể phân hủy protein, carbon hydrate và các thành phần dinh dưỡng khác của thức ăn thành các đơn vị nhỏ hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hấp thụ và tiêu hóa thức ăn của tôm. Sự phát triển và tái tạo hệ thống có thể là tái chế thức ăn dư thừa và chất thải thì là nguồn dinh dưỡng cho tôm, thì sẽ cải thiện được lượng thức ăn và sẽ cải thiện được lượng thức ăn tổng thể, đặc biệt là trong điều kiện là không thay nước. Về kết luận thì nghiên cứu hiện tại đã xác nhận tác dụng có lợi của Bioflux là được thúc đẩy đối với năng suất của tôm trong bể nuôi không thay nước thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ CDN. Thì chúng ta cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về con đường và cơ chế tác động của Bioflux lên sinh lý dinh dưỡng của tôm và cách vận dụng Bioflux để đạt năng suất tối đa để sản xuất tôm. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin mọi người có câu hỏi gì em không ạ?
Cảm ơn phần trình bày của bạn Phi. Và xin mời các bạn khác có câu hỏi cho Phi nào. Đây là bạn. Phi ơi, cho anh hỏi nè, ở trong bài á, nó có ghi là tỷ lệ cho ăn hàng ngày được giảm từ khoảng 5% tổng trọng lượng cơ thể phần trăm trong trong khoảng thời gian thử nghiệm á, thì cho ăn nó xuống thì nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình phát triển của tôm sau khi mà lái tôm ra đi đo trọng lượng cơ thể rồi không, ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng của tôm không á? Ý là tỷ lệ selen nào mà anh giảm đó, hả, là nó có thể ảnh hưởng đến tôm á hả? Em nghĩ là nó giảm để là nó duy trì cái mức selen nào ở 15 và 20 thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì đến tôm ấy ạ. Dạ có đúng ý anh chưa ạ? Đấy là tỷ lệ, cái này là thức ăn cho em hàng ngày mà Thì chỉ đúng là rồi, gọi thì là thức ăn cho em hàng ngày của anh thì nó cũng là lượng carbon trong trong đó, thì nó sẽ là làm thay đổi tỷ lệ đó. Nên là nếu mà thức ăn mà anh cho ăn nhiều thì nó sẽ thay đổi tỷ lệ, là nó sẽ vượt quá 15 hay 20, hoặc là nó sẽ không đủ là 15 hay 20 đó anh. là 15-20 là cho cái mão, còn cái vậy cái mão đối chứng thì đã. Mẫu đối chứng này vẫn cho em bình thường thôi, nhưng mà mình sẽ không nó sẽ không 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 tới mức mà đến 15 hoặc là 20 ạ. Các bạn tiếp theo trong nhóm. Bạn ơi, cho mình hỏi là BFV có nghĩa là gì á? À, BFV có nghĩa BFV có nghĩa là mà khối lượng quả bao cái được hình thành sau thời gian mà mình thử nghiệm á, là bao cái ban đầu của mình là chỉ là cái vi khuẩn bacillus đưa vào và cái lượng đường saccharo thôi, còn cái BFV là nó sẽ tạo ra sau khi mà quá trình mình thử nghiệm thì số lượng bao cái sẽ tăng lên dần. Còn hiểu chưa ạ? Rồi. Tiếp tục nào. Các bạn khác được phân công đó rồi. Thanh Mai Hùng, Mai Hùng anh gì luôn, Thanh Mai đó. Liên Dạ, cho em hỏi là nghe em hỏi gì hết không á. dạ cho em hỏi là cái hạn chế của BioFlox là gì ạ? Thì trong nghiên cứu này thì
người ta vậy là chỉ là chưa có nghiên cứu về cái cơ chế của tác động của bioflux nảy sinh đến tôm và cách thức vận dụng của bioflux thôi, còn lại là bioflux thì nó sẽ cải thiện được lượng thức ăn, mà cũng giống như là nó sẽ duy trì, nó sẽ làm tăng tăng hiệu suất nuôi tôm và sẽ duy trì được cái lượng cái hệ thống mà nước mình sẽ không cần thêm nước đó. Nên là cái hạn chế của bioflux hôm nay thì người ta không biết, không không có. Vậy theo em Bioflux là có hạn chế gì không? À, theo em thì cái bioflux đây là người ta kiểu như là bioflux ban đầu người ta chỉ đưa ra là nó sẽ không đủ nhiều thành phần á. Nếu mà nó sẽ đủ nhiều thành phần như là các thực vật thủy sinh nữa thì nó sẽ là cải thiện chất lượng nước tốt hơn, vì vì chỗ để em sao với đây. Vì cái tỷ lệ sống của tôm á, em thấy tỷ lệ sống của tôm thì đây, tỷ lệ sống của tôm ở nghiệm thức C15 và C20 này nó sẽ thấp hơn cái mẫu đối chứng của mình anh, nhưng mà tuy nhiên thì cái sản lượng thì nó vẫn là cho là lớn hơn á, nên là em thấy là nó vẫn còn hạn chế là cái tỷ lệ sống nó không cao hơn mẫu đối chứng của mình thôi. Ok, anh hỏi tiếp, cái feed conversion rate, tỷ lệ chuyển hóa thức ăn á, nó thấp hơn đáng kể so với một đối chứng. Dạ. Thì vì sao nó lại thấp hơn? Và nó thấp hơn thì nó có ảnh hưởng gì đến con tôm không? Anh không hiểu cái tỷ lệ chuyển đổi thức ăn này có nghĩa là gì. Dạ, kiểu như em hiểu tỷ lệ chuyển đổi thức ăn là cái sản phẩm thức ăn dư thừa với lại sản phẩm bài tiết của tôm nó thải ra ấy kìa, mà cái bioflux đây nó sẽ chuyển đổi thành thức ăn liên tục cho con của mình á. Chưa hiểu lắm. Anh chưa hiểu lắm Thi ơi. Dạ, để em suy nghĩ thêm. Rồi em kéo lên cái bảng thông số môi trường cho anh vậy. Lên cái này. Rồi anh hỏi nhá, vì sao có Bioflux thì hàm lượng nitơ nitrit và nitơ nitrat lại cao hơn so với nhóm đối chứng? Thì khi mà có bioflux thì cái hệ vi sinh vật trong bioflux đó là nó sẽ bẻ gãy mà có nitơ hữu cơ của mình ra thành là nitơ nitrit và nitơ nitát, nên là sẽ có hàm lượng nó sẽ tăng lên nhá, trong nước nó sẽ tăng lên anh. Để gãy Bình nitơ hữu cơ thành nitrit và nitrat. À, nitơ của bẻ gãy nitơ từ 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 sản phẩm trao đổi bài tiết của tôm á. Ok. Rồi, anh hỏi cái này nữa. Họ có đó cái enzyme ngoài bao của Bioflux. Thì theo em hiểu là để làm gì? À,
thì cái enzyme ngoại bào của bao flock là nó cũng sẽ tác động đến đến là nó sẽ sinh ra từ có vi sinh vật trong bao flock đó, nó sẽ tác động đến enzyme cái nó sẽ phân hủy cái thành phần dinh dưỡng như là đường carbohydrate anh, nên là nó sẽ giúp nó sẽ thành có cái thức ăn nhỏ hơn, nên nó sẽ giúp cho tôm tiêu hóa và hấp thụ thức ăn dễ hơn. Tức là cái hàm lượng enzyme ngoài bao đó nó sẽ cho thấy cái đặc tính của cái bioflock nữa hả? Anh hiểu như vậy có đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Rồi cái tỷ lệ C trên N trong cái điều kiện trong trong cái lô đối chứng là bao nhiêu? Tỷ lệ CDN trong lô đối chứng thì ở mức là hình như là 10 anh. 10 hay lên bao nhiêu thì nó sẽ tạo flux. Ở trong bài thì em chưa đọc ra là lên bao nhiêu, nhưng mà ta sẽ người ta làm mẫu thực nghiệm ở C15 và C20 thì em nghĩ cái mức đây nó sẽ tạo flux rồi. À, vì sao tức là anh muốn hỏi cái mức bao nhiêu thì cái flock đó nó sẽ được hình thành và vì sao nó trên cái tỷ lệ đó thì flock mới hình thành, anh muốn biết hơn về cơ chế hình thành flock và cái vai trò của tỷ lệ carbon nitơ trong cái cơ chế đó. Mình như anh nhớ là trong cái bài này người ta sẽ cố gắng duy trì pH ở khoảng là 7,9 đúng không? Dạ đúng Tức là rồi. pH nó cũng ảnh hưởng đến sự hình thành flock nữa. Thì người ta mới 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 duy trì nó. Dạ đúng rồi. Là Ừ. cái lượng CDN đó nó sẽ là góp phần duy trì pH của anh. Tức là anh muốn hỏi bây giờ pH cao hơn hay thấp hơn thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái sự hình thành bioflock? Dạ thì nếu mà pH cao hơn có nghĩa là cái tỷ lệ CDN nó sẽ thay đổi, thì nếu mà pH mà quá thấp thì nó sẽ không tạo được flock. Vì sao pH thấp của nó lại không tạo được flock? Tức là cái anh đang muốn hỏi ở đấy á, là cái cơ chế hình thành flock dưới ảnh hưởng của tỷ lệ C trên N và pH. Vì khi vì anh nghĩ là khi mà mình tiếp cận một cái lĩnh vực nghiên cứu á, một cái hướng nghiên cứu mới á, thì cách tốt nhất là mình sẽ đi tìm hiểu về cơ chế, về cái nguyên lý hoạt động của ví dụ như anh đang tìm hiểu về bioflock thì tốt nhất mình phải hiểu cái cơ chế của bioflock, các yếu tố ảnh hưởng của bạn đến bioflock là gì, có ảnh hưởng như thế nào. Thì khi mình nắm rõ được những cái sự tương tác qua lại như vậy á, thì khi mình đọc cái kết quả của những cái bài báo này á, mình sẽ dễ hiểu hơn, mình nhanh hiểu hơn và mình cũng giải thích được một cái số hiện tượng mà trong bài báo nó báo cáo để mình chuẩn bị cho cái đề tài nghiên cứu của mình. Cũng giống như khi mấy mấy bạn ví dụ làm việc với vi tạo á, thì khi nào cũng tìm hiểu trước là sự ảnh hưởng của nitơ phốt pho đến vi tạo là như thế nào, vai trò của chúng trong 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 môi trường nuôi là gì đó. Thì anh muốn em cũng tiếp cận một cách như vậy để cho khi mà em tiếp cận vấn đề là được nhanh hơn đó. Vì khi mình đọc một bài mình cũng sẽ có rất là nhiều câu hỏi và cách tốt nhất là đi từ những cái cơ bản nhất. Okay. Ừ. Đọc bài tốt hiểu và chỉ cần đào sâu vào 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 cái vấn đề hơn xí nữa
thì sẽ trả lời được, anh nghĩ là sẽ trả lời được hết những cái câu hỏi của anh cũng như mấy bạn đã đưa ra. Các bạn còn câu hỏi nào dành cho Phi không? Hay là Phi có câu hỏi nào muốn hỏi không? Dạ thì trong cái mà anh vừa nói á, là em cũng có nghĩ đến, nhưng mà trong trong cái bài đi thì nó cũng nói là cơ chế mình cần tìm hiểu thêm cơ chế và cái cách thức mà bạn dùng bơ và lóc anh ạ, mà em chưa có thời gian để đọc bài nhiều hơn á. Cố gắng cùng mới mà. Các bạn khác có câu hỏi nào cho Phi không? Nếu không thì mình sẽ chuyển qua bạn tiếp theo ha. Rồi, cảm ơn Phi. À, anh nhắc Phi thêm một cái nữa là khi mình trình bày á, cố gắng rút gọn lại, tức là em không cần đi quá sâu vào chi tiết. Là phương pháp này người ta tiến hành từng bước cụ thể như thế nào, mà em chỉ cần nêu ra cái tên phương pháp và tóm gọn nó đều có thể thế. Và về phần kết quả thì em cũng chỉ nêu ra những cái kết quả nổi bật nhất và trình bày tóm tắt các cái kết quả còn lại, và cố gắng đào sâu vào cái kết quả nổi bật nhất, biện luận nó cho nó để là cái cách mình tìm hiểu cái đó mà nó ngắn gọn á, vì cả bạn cũng đã xem trên bài nên mình nó ngắn gọn hơn một xíu nữa. Dạ Vậy vâng. thôi, tốt, đọc bài tốt, cố gắng thêm, tuần sau báo cáo tiếp thế. Tuần sau đến Yên đi, hoặc Yên đâu mà em không thấy. Dạ Uyên là có mắc việc gia đình á, gia đình bạn có người nhập viện đó anh, nên là bạn tham gia. Sorry. Tới mấy tuần đầu tham gia thì cố gắng báo cáo thật nhiều là sẽ tăng tốc được. Rồi, Dạ cảm ơn vâng. Phi. Dạ. Mời bảo. Dạ, em chào thầy, em chào anh chị, em chào các bạn. Thì thì hôm nay em sẽ báo cáo một bài báo. Thì bài này là một bài mini review, không một bài review chứ không phải là một kỳ thí nghiệm gì hết. Là bài này nói về cái người ta muốn nói về các cái loại, các cái thiết kế về biofilm, bioreactor, photo bioreactor, biofilm. Thì với cái mục đích, một cái mục tiêu của cái bài báo này, cái mục tiêu Nhỏ của mà bảo nhỏ quá anh. Ủa? Em nói to hết mức rồi đấy. là nói không Thì cái mục tiêu của em muốn truyền đạt cho thầy và các anh chị đầu tiên, đó là các cái thiết kế biofilm, photo bioreactor người ta đã thiết kế từ trước cho tới bây giờ, là có các cái thiết kế về mô hình như thế nào, và cái bài báo này có thêm Bảo ơi, không nghe gì hết Bảo ơi. em nói to hết mức rồi á. Alo, chị nghe rõ không? Anh phải nói to hơn nữa. Ui. Cả một thanh nghe rồi. Em hiện tại là em nói to nhất, xung quanh em cũng có ai làm ô này chưa hết, chứ hiện tại em nói to nhất rồi đó. Ok, mày chị nghe chưa? Chị Vy chị nghe chưa? Chị Vy tăng Dạ tiếng tôi nghe. lên xíu. Ok, báo cáo với bạn. Dạ thì đầu tiên là các cái thiết kế, và cái thứ hai là cái cơ chế mà việc hấp thu đi dioxin này, là carbon vô cơ hòa tan của tảo khi mà mình bổ sung trong cái hệ photobioreactor của mình. Thì đầu tiên cái hệ thống của mình được chia làm hai, được chia làm hai loại. Một cái loại là cái hệ thống được ngâm trong môi trường, hoặc là môi trường nó có thể chia làm hai pha, pha khí và pha lỏng. Và cái thứ hai, loại thứ hai đó là nằm ở tách biệt, là ví dụ mang biofilm mình có sử dụng cái chất nền gọi là sộp để tại cái môi trường của mình đi qua cái sộp đó và tạo
hấp thu môi trường từ qua cái tia sốt đó. Đầu tiên thì em giới thiệu một giới thiệu đó là cái flat platinum biofilm bioreactor. Thì cái dạng này thì người ta đã có luôn cả một cái bộ máy và người ta đã làm ra được ở hình A. Thì thầy và anh chị thấy thì có các cái thiết bị theo dõi và chụp ở bên ngoài và nó phủ kín hết toàn bộ, là một cái hệ thống kính hoàn toàn, và mình điều khiển được các cái điều kiện ánh sáng hay là CO2, oxy hay là cái môi trường của mình. Nó sẽ có các cái giai đoạn, ví dụ như là nó sẽ ngập nước hoặc là rút 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 hết hoàn toàn cái môi trường của mình. Thì hình A là hình chụp ở bên ngoài, hình B là phía bên trong. Thì còn hình C là khi mà mình cải tạo lên các cái màng biofilm này, và hình D là cho môi trường nó phủ thẳng qua, phủ trên cả cái màng biofilm và tạo nó sẽ phát triển. Một cái dạng thứ hai đó là tufa scrubber. Cái dạng này nó cũng nghe như tương tự ở phía trên, nhưng mà nó có đặc cái là cái dòng chảy của mình là nó chảy, môi trường của mình là luôn luôn chảy liên tục. Thì từ những cái năm 1993 thì người ta đã làm ra một cái hệ thống này, một cái hệ thống nuôi mở. Thì ở trên thì người ta sẽ nuôi giống như một cái dạng hình bậc thang. Thì môi tạo mình sẽ kể trên cái màng biofilm và nó sẽ đổ môi trường từ trên xuống dưới theo các cái bậc thang đi xuống và tiếp tục tải môi trường đi lên lại và tiếp tục nuôi. Và cái hệ thống này được nuôi mở và nuôi ở ngoài. Tiếp theo cái hệ thống đóng, hệ thống closure biofilm photobioreactor. Thì đây là một cái hệ thống kính đó. Thì anh chị thấy anh chị có thể là một cái hệ thống nó tương tương đối nhỏ, nhìn người ta thiết kế giống chỉ là mấy cái bàn mà làm tay mà làm cái mô hình thô sơ, nhưng có thể điều chỉnh các cái cường độ ánh sáng, CO2 hay là oxy hay là cái môi trường của mình bổ sung như thế nào, bổ sung từ trên xuống dưới. Nó người ta thiết kế hình trên. Và ở hình D có cái hình D này là người ta nuôi nuôi tảo cùng với cái mụn cưa. Thì sau 16 ngày nuôi kể thì nó đạt được cái sinh khối sinh tươi như thế, là rất là nhiều. Nên tiếp theo đó là cái dạng mà dạng đĩa. Khi mà mình nuôi ở cái dạng đĩa này, cái ma của mình sẽ có hình tròn và giống như một cái đĩa, và ở giữa mình sẽ có một cái trục quay, và cái đĩa này mình sẽ nó nằm ở trên mặt nước và nó nằm ở trên cái môi trường, nhưng mà nó sẽ chìm khoảng 1/3 cái đĩa xuống môi trường để, và nó sẽ quay quay liên tục cho đến quay cho khoảng là 20 vòng trong trên 1 phút. Đây là cái hình ảnh mà em đọc bài báo người ta có làm, thì thấy đây là cái ngày ngày không thì người ta đã sau khi thu thu một lượng tế bào, và ngày 3 thì nó mọc lên lại, thì ngày 7 thì nó phủ kín hoàn toàn, và người ta tiếp tục thu xong rồi người ta sẽ để lại và tiếp tục quay, và nó tế bào tạo của mình sẽ tiếp tục phát triển. Tiếp theo cái mô hình sử dụng dây thừng để làm giống như là thay cho cái màng biofilm của mình, thì nó cũng tương tự cái đĩa, nhưng mà nó cũng hình tròn và nó quay và nó tiếp xúc cũng khoảng 1/3 của cái tấm vòng tròn của cái hình tròn á, tiếp xúc môi trường với cái tròn. Thì tạo nó được cố định trên các cái dây thừng quấn quấn
như trên hình, thì tạo sẽ phát triển ở trên cái dây thương đó. Thì dây thương có thể làm chất liệu ni lông hay là các cái chất liệu khác nhau, nhưng mà đây thì người ta đã làm thí nghiệm và sử dụng nuôi cấy tảo. Ví dụ ở hình A thì người ta nuôi với cái hệ thống quy mô lớn hơn, thì cái mô hình của mình nhìn nó nhìn rất to, lại thấy nó quay hoàn toàn. Và cái hình sợi dây của mình ấy, mà khi cắt hình mặt cắt của mình thì thấy tảo nó mọc phát triển ở xung quanh và ở giữa là cái môi trường được giữ lưu giữ ở phía trong, ở phía trong đó, và tạo vẫn tiếp tục hấp thu. Tiếp theo là cái mô hình oscillating photobioreactor. Thì đây là một cái hệ thống kính và người ta sẽ cải tạo trên cái chất nền này, nó không thấm nước và tạo sẽ được cấy hoàn toàn về trên, và độ minh sẽ cân một lượng bổ sung lượng môi trường vừa đủ ngang một nửa của cái bề của mình. Và ở giữa, cái đặc biệt ở giữa ở đây là có một cái trục quay, là để khi mà mình điều chỉnh cho khi nào mà mình nghiêng qua một bên thì một bên ngập môi trường, là tạo sẽ hấp thu các cái chất dinh dưỡng từ môi trường, và còn cái phần còn lại ở phía trên nó sẽ bị hở ra và nó sẽ hấp thu CO2 ở bên ngoài từ khí và đảo lại cho và lặp qua lặp lại liên tục như vậy. Đến cái hệ thống cuối cùng của cái nguyên ngập nước, đây là một cái hệ thống revolving better photobioreactor. Thì cái này có hai cái mô hình cơ bản của nó, sẽ có hai cái trục quay và cái màng biofilm của mình sẽ được gắn trên hai cái trục quay đó, và nó sẽ quay cùng chiều làm cho cái màng của mình sẽ được tiếp xúc với môi trường, đồng thời nghĩa là tảo của mình sẽ tiếp xúc với môi trường nữa và nó quay đều. Ví dụ ở dưới hình A là một cái hệ thống lớn, người ta sử dụng hai loại, cái loại đến hình B. Ở bên hình B là một cái hệ thống cũng như trên, nhưng mà có nó to hơn và nó có hơn hai trục, thì nó chỉ là làm to hơn và to hơn hình C. Đến cái loại mà không ngập nước, nghĩa là có một cái chất nền để thấm cái môi trường đi qua, sử dụng cái chất nền, gọi là sử dụng sống như mà cái buổi mà em báo cáo cái bài trước là cái sử dụng loại áo phim nữa. Và bây giờ là cái loại này là tương tự như vậy. Thì bên này một cái hình mà người ta sẽ là một cái mô hình làm cái photobioreactor biofilm này, thì như trên, như một cái hình bên thì tạo mình được cái trên cái chất nền. Cái chất nền này được lấy hút được cái môi trường dinh dưỡng ở từ dưới lên trên và bổ sung cái chất môi trường được bổ sung vào đó và dẫn cái môi trường mình đi qua. Và cái hệ thống này là cái hệ thống kính, khí được bổ sung từ bên ngoài vào và tới cái đầu ngoài thì thoải khí ra để mà cái môi trường của mình tiếp tục hút, thế nó không thể không hút lên giữa chừng và nó dừng lại, nghĩa là nó sẽ hút liên tục. Đến thứ hai đó là cái các cái yếu tố ảnh hưởng đến cái năng suất của biofilm photobioreactor. Thì chúng mình bảo thì nói có bốn yếu tố đặc biệt, đó là thiết kế, cái ánh sáng, dinh dưỡng và cái carbon vô cơ hóa tan. Thì theo như bên hình thì ở cái trục X là người ta nói về đó là một cái gọi là cái tháng về ví dụ tiên minh
kiểu mức thăng tiến của mình, và cái trục ý đó là cái việc bổ sung cái tỷ lệ bổ sung DIC. Thì ở có hai đường, đó là một cái đường là chi phí sản xuất và một đường là tổng thu nhập. Thì ở cái đường chi phí sản xuất này ở mức từ 10 cho đến 40 là cái khoảng mà có thể cái khoảng tối ưu nhất để cái chi phí sản xuất của mình thấp nhất thì sẽ đạt được cái tổng thu nhập mình cao nhất, cho đến rồi ở cái hạn mức cuối cùng nó gần 80 thì nó sẽ cái chi phí sản xuất của mình sẽ cao hơn vượt qua cái tổng thu nhập của mình. Thì cơ chế của cái cơ chế của cơ cơ chế hấp thu carbon vô cơ hòa tan của hai loại mô hình, trên mô hình ở mô hình ngập nước thì carbon CO2 ở của CO2 hạt CO3 và CO3 hai trừ sẽ ở môi trường nước sẽ được hấp thu trực tiếp ở sinh khối tảo, và nó cũng có pha pha khí, nó cũng trao đổi chỉ có CO2. Mà còn ở bên hình B thì nó sinh khối tảo sẽ hấp thu ở hai mặt, một mặt ngoài sẽ lấy CO2 từ bên ngoài, còn ở mặt trong thì sẽ lấy CO2 hạ CO3 và CO3 hạ trừ ở mặt trong và trao đổi. Bài của em đến đây kính thưa cảm ơn thầy và anh chị lắng nghe. Cảm ơn Bảo. Mời câu hỏi từ các bạn. Anh xin phép hỏi trước nhé. Thì đầu tiên thì anh sẽ hỏi Bảo là đây là một cái bài review về các cái hệ thống phytoevaporator đúng không ạ? Thì anh thấy có rất là nhiều cái kiểu dáng và loại khác nhau. Thì theo em vì sao lại có nhiều như vậy? Và cái điểm khác biệt mà cơ bản giữa các cái hệ thống này là như thế nào? Điểm khác biệt đó là cái mục đích mà người ta sử dụng, đó là ví dụ về loại tảo, về cái cơ chế hấp thu dinh dưỡng của tảo. Ví dụ mình nuôi, mục đích mình nuôi tảo thì mình sẽ cố gắng mình thay đổi về cái mô hình thiết kế làm sao cho phù hợp với cái mục đích mình nuôi tảo của mình. Ví dụ mục đích mà mình nhân sinh khối để mà mình thu sinh khối cho ví dụ cho động vật phù du đây, hoặc nó khác với cái việc mà mình nuôi tảo để xử lý khí thải, xử lý nước thải. Ừ. Vậy ví dụ như anh nuôi chà lò để xử lý nước thải thì anh có nên dùng các cái hệ thống này không? Để mà xử lý nước thải thì em nghĩ sử dụng cái theo theo em nghĩ thì có các cái hệ thống các cái hệ thống ngập nước, biofilm ngập nước hoàn toàn này, hoặc là cái thun scrubber này. Trong đó cái kiểu loại đó thì em đề xuất cái loại nào để em nuôi một cái hệ thống để em gọi là nuôi cho lo để mục đích là xử lý thải. Đề xuất đây em sẽ đề xuất cái này vì nhưng nó các các bậc ví dụ nước thải mình sẽ bổ sung ở phía trên đầu nguồn và mình sẽ cho nó chảy chảy rỉ dần, giống như chảy như thác đổ xuống, và cái việc mà tiếp xúc từng từng cái bậc nước thì nó sẽ ví dụ ở trên đầu thì mình muốn xử lý nitơ phosphor đi,
ở trong môi trường nước, mình sử dụng chlor, mình nuôi chlor, thì đến ở cái phần cuối cùng, ở cái bể cuối cùng thì mình nghĩ nó sẽ xử lý xong và mình sẽ phù hợp với cái việc mà nuôi chlor xử lý nước thải. À, cái này em có thể chỉ được cái ưu điểm nào đó nó nổi bật hơn so với các cái kiểu kiểu khác không? Vì cái bề mặt mà để tiếp xúc với tạo tiếp xúc với cái môi trường thì cái hệ thống này cao nhất. Cái hệ thống này là nó chỉ có một cái đường thẳng, và để khi mình chỉ kiểu như là mình sẽ cho môi trường, cho cái nước thải mình đi qua được một lượt, và nếu mình phải làm qua làm lại. Còn ở cái bể này mình sẽ kiểm soát ở đến phía đầu, và đến mình đo nitơ phosphor ở ban đầu, xong rồi lấy cái mẫu nước nitơ phosphor ở bể cuối, xin mình sẽ thấy được cái sự khác biệt rõ rệt hơn. Ok, thêm một cái nữa để so sánh đó, thì bây giờ anh muốn nuôi một cái hệ hemato để làm dược liệu thì nó sẽ khác như thế nào? Em sẽ đề xuất cái mô hình nào? Em nó cũng nói là câu hỏi em đã nghe chưa? À, hồi nãy là cho lo cho xử lý nước thải thì em đề xuất cái mô hình này. Còn ví dụ như anh muốn có một cái hệ bioreactor cho cái tạo hemato cho mục đích là làm dược liệu á, thì em sẽ đề xuất cái mô hình nào? Mình tâm đắc À, sự vì sao? Giải thích. vì đó tết hoàn toàn được cái môi trường nước, cái môi trường mình nuôi, và nó có thể tiếp xúc ánh sáng trực tiếp như nói chung hẳn nó không kênh qua cái pha lỏng, nên nó sẽ tiếp xúc ánh sáng trực tiếp, nó sẽ làm kiểu ví dụ con của mình muốn sản xuất data center thì mình phải có tạo điều kiện step để cho nó chuyển đổi phá, thì đó là cái mô hình này nó lại cho việc tích lũy data center ở tạo hemato. Về việc dễ điều chỉnh được cái cường độ ánh sáng của mình, còn ví dụ ở các cái mô hình này nó cũng có ví dụ cái mô hình này thì nó lại ngại ở cái có một phần phần nước vành con ở phần nước, còn cái mô hình này thì cái việc mình tăng cái cường độ ánh sáng thì nó khá là khó, vì nó sẽ ở dạng cái trục quay, nên nó sẽ quay liên tục, nó sẽ khó, còn sẽ khó rất khó hơn đối với cái việc mà mình nuôi ở cái đĩa này, thì ánh sáng mình đưa từ đây xuống chứ không phải là đưa từ song song với cái mặt đĩa. Ok, thì anh hỏi thêm một câu nữa, thì để mình áp dụng cho nó có thể gọi là thành công cái mô hình này thì em thấy là cái vấn đề gì gọi là mình cần cân nhắc, hay là gọi là cái khó khăn nào mà mình có thể là phải gọi là suy nghĩ về cái việc thiết kế mấy cái này. Để mà xác định dù mục đích em xác định để nuôi tạo hemato và tạo cái điều kiện start cho nó, thì mình cần có cái hệ thống khí kính và tránh tạp nhiễm, thì cái đó để mà tránh tạp nhiễm thì đó là một điều đầu tiên em quan ngại nhất đó. Kêu mình nuôi ở cái ví dụ cái hệ thống này thì nó kín hoàn toàn, và khí được bổ sung được sụp qua cái bình, và là trên các cái tạp nhiễm nó bị lưu giữ ở nước, và khí tiếp tục đưa vào cái hệ thống bao phim này, thì người ta thiết kế em thấy cũng hợp lý. Cái vấn đề tạp nhiễm đó cái yếu tố đầu tiên, cái thứ hai là việc cái mô hình này cần sử dụng
bổ sung nguồn CO2 vào để mà nuôi tảo, và cái hiện tượng mà hơi nước bốc làm tăng cái nồng độ môi trường của mình nó bị thay đổi, nghĩa pH của nó cũng thay đổi, thì nó ảnh hưởng lớn đến tảo của mình. Ok, anh đã hỏi xong rồi đó, xin mời các bạn khác nhé. Dạ, cảm ơn em. Bảo ơi, họ nói là bổ sung cái carbon vô cơ là họ dùng khí CO2 hoặc là họ dùng cái carbon dạng hòa tan, thì khi nào thì nên dùng cái khí CO2 mà khi nào nên dùng cái dạng hòa tan? Carbon vô cơ hòa tan thì gồm có CO2, H2CO3 trừ, CO3 2 trừ, thì mình sẽ bổ sung kết hợp trong môi trường của mình, sẽ bổ sung các cái ion, ví dụ như là mình bổ sung là hạt CO3 đó, mình còn thêm mình bổ sung thêm khí CO2 thì đấy. Trong này người ta có thể có đọc ở đoạn nghiên cứu là khi bổ sung CO2 ở hệ thống này thì tối ưu nhất là vào khoảng 7,1% CO2, nhưng mà với cái điều kiện ánh sáng rất là cao thì cũng với 1.000 micromole photon trên 1 m² trên 1 giây thì cái điều kiện ánh sáng rất quá cao. Để khi mình làm thực nghiệm thì mình mới hiểu rõ, vậy là cái bài báo này đọc cũng chứ kỳ lắm. Tập trung nhiều vấn đề, tập trung vào cái mô hình. Ok, cảm ơn bạn. Chị nói có em nghe được chị này. Anh nghe được chị luôn á. Anh nghe chưa? À, rồi. Ok. Cái mục đích mà họ cải tiến thay vì cải tiến mô hình thay vì nuôi tảo trong huyền phù, thì là nuôi trong môi trường lỏng như mình á, thì họ lại nuôi trong cái photobioreactor kết hợp với màng đi, thì theo em thì vì sao họ lại cải tiến mô hình này, nhằm mục đích gì, và các yếu tố chính ảnh hưởng tới cái mà mục tiêu để họ cải tiến á, các yếu tố chính ảnh hưởng đến mà mục đích họ cải tiến mô hình á, vì đang vì đang cái mô hình thì cái cải tiến mô hình đó. Ý câu đầu của chị muốn hỏi là vì sao muốn nuôi cái hệ thống này và cải tiến cái hệ thống này mà không nuôi cái dạng huyền phù, đúng không? Rồi. Dạ rồi. Bởi vì sao? Vì cái đầu tiên cái việc tối ưu nhất của hắn là khi mà mình thu hoạch, cái việc thu hoạch tảo của mình ở cái dạng huyền phù thì nó lại tốn rất là nhiều công đoạn, tốn năng lượng, chi phí để mà thu hoạch tảo, nó lại cần một khoản lớn, có phải gọi là lớn. Nhưng mình nuôi ở cái hệ thống này, cái việc thu tảo của mình như gọi là rất là đơn, so easy luôn. Mình đơn giản chỉ cần mình sẽ cào một lớp vệt trên và mình thu hoạch tảo, nó hoàn toàn có thể tách ra khỏi các cái dịch môi trường nuôi của mình. Đó, cái tối ưu nhất của nó là về
với lại nó có thể phù hợp với các cái dạng mà để xử lý môi trường nước thải, xử lý khí nhà máy đó, thì để người ta cải thiện cái này để người ta làm thế nào xử lý nước thải một cách tối ưu nhất đó, xử lý khí một cách tối ưu nhất. Người ta đa số là mục tiêu người ta là như vậy nên muốn cải tiến. Và còn cái việc nhân sinh khối nó sẽ phụ thuộc vào các cái loài tảo mình có, nó có phù hợp với cái việc nuôi không. Thì nó tảo của mình cũng có, sẽ có một số loài nó sẽ dễ dàng có thể gắn lên được cái mang biofilm của mình mà không bị bị rơi ra. Kiểu giống như nó có thể gắn lên được mà lượng có một số loài tảo khác thì nó không thể gắn lên được cái mang biofilm nó, khi mà môi trường đi quá thì nó sẽ đồng thời trôi theo cái mang biofilm. Cái yếu tố ảnh hưởng đến cái còn câu hai thì chị hỏi lại rồi. Chị hỏi là các yếu tố chính ảnh hưởng để xây dựng lên một cái hệ Photobatter mà có biofilm á, trong quá trình này là họ luôn luôn cải tiến mô hình đúng không? Thì theo em là họ dựa vào cái yếu tố nào để cải tiến mô hình này? Đầu tiên là cái yếu tố ảnh hưởng đó là tạo mình, thì đầu tiên là cái ánh sáng. Cái thứ hai đó là nguồn CO2 oxy để cung cấp và cái hệ thống bổ sung môi trường của mình nó phù hợp với cái tàu, phù hợp với cái mô hình thiết kế không. Thì nó có ba cái vấn đề quan trọng. Ngoài ra thì con cũng có nhiều vấn đề gặp phải, ví dụ cái hệ thống của mình khi mà nuôi nó có bị ảnh hưởng, nói chung nó bị ảnh hưởng nhiều để cái môi trường bên ngoài, bị ảnh hưởng nhiều đến cái môi trường xung quanh, nên cái hệ thống mình có thể làm hệ nếu đối với cái hệ thống kín thì mình phải có các cái thiết bị để mà quan trắc cái môi trường của mình. Ví dụ về cái pH, đo lường pH hay là cái nồng độ các cái chất dinh dưỡng trong môi trường của mình có bị thay đổi do quá trình bay hơi khi mà mình nuôi trong cái hệ thống này. Em hỏi xong rồi. Các bạn khác có câu hỏi không? Alo bà ơi. Dạ em đây. Mục đích chính người ta thiết kế ra các cái hệ biofilm này để làm gì? Họ muốn cải tiến cái gì? Cải tiến các cái yếu tố ảnh hưởng đến năng suất. Yếu tố nào? Yếu tố nào là chính nhất? Tiết kiệm môi trường, tăng cường sự trao đổi CO2 và
sản. Nhưng mà khi mà làm báo phim này thì có một cái nhược điểm gì? Có nhiều nhược điểm là gì? Đầu tiên mình phải có một cái giống phải phá cái đầu tiên mà mình giải quyết được giống rồi, cái thứ hai là cái mô hình thiết kế của mình phải phù hợp với cái loại tạo, cái mục đích người tạo của mình là gì. Anh thấy mấy cái báo phim này này họ làm để xử lý nước thải thì ok, sinh khối sau quá trình làm này á thì chỉ được coi là một sản phẩm phụ thôi, chứ nó không thể dùng để làm thức ăn cho người hay là làm dược phẩm hay là để chiết xuất các cái khác được. Tại vì anh nghĩ khi mà mình để cho nó hở như thế này, tiếp xúc nhiều với không khí thì nó tỷ lệ nhiễm, khả năng nhiễm sẽ rất là cao. Và nếu mà để dùng để xử lý á thì anh nghĩ còn nhiều vấn đề kỹ thuật hơn phải quan tâm, ví dụ như là thời gian lưu nước và các cái chất ô nhiễm khác trong nước nữa, chứ không phải chỉ bỏ tạo vào là mình có thể dễ dàng xử lý như tức phút phó thôi, tức là mình phải tính cả hiệu quả của nó nữa. Vì sao cả cái này nó chưa được áp dụng rộng rãi? Chưa được ứng dụng rộng rãi. Mới chỉ dừng lại ở mô hình thôi. Vấn đề họ đang gặp phải là gì? Việc mà đưa hiện tại cái chi phí mà để sản xuất thì nó cao hơn cái cái việc mà ví dụ ở cái hệ thống đâu, hệ thống một này thì em nhìn bên ngoài ví dụ các cái thiết bị này mà để nuôi tạo hệ thống báo phim như thế này thì để mà nuôi lớn thì thực sự là nói ra đắt đỏ. Hay làm một cái hệ thống đơn giản, cái mô hình đơn giản như thế này thì nó chỉ phù hợp đối với các cái phòng thí nghiệm, chưa được diễn ra ở ngoài cái khu công nghiệp. Nên mấy cái hệ thống như này vấn đề lớn nhất của hắn là để tăng cái quy mô lên và phải trả lời cho được cái bài toán kinh phí. Nếu mà sai các hệ thống này để nghiên cứu với các cái gọi là các cái hợp đồng trao đổi chất của tạo hay là này nó kia làm nghiên cứu thì ok, nhưng mà để đưa ra áp dụng trong thực tế thì anh chưa thấy nó khả quan cho lắm. Ví dụ như việc mình nói là cho nó tiếp xúc nhiều với CO2 kiểu là làm cho cái việc hấp thụ tiêu thụ sử dụng CO2 hiệu quả hơn, thì tại vì mình thiết kế ra một hệ thống cực kỳ phức tạp như vậy thì mình chỉ cần sục CO2 dưới dạng hạt nano thôi thì khả năng hấp thụ có thể sẽ cao hơn, đó có thể là một giải pháp thay thế. Nhưng mà với dạng nguyên phu mà sục CO2 hạt nano mà anh nghĩ sao mà người ở một cái bể quy mô lớn thì anh nghĩ thôi, còn đúng hay không anh không biết. Phải cân đối kinh phí đâu, nhưng là cũng rất là thú vị, mình biết thêm được nhiều cái cách tiếp cận khác nhau trong vấn đề nuôi tạo và sử dụng tạo cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như cái này thì sử dụng chủ yếu cho việc xử lý nước thải. Em là sao? Thì nếu mà mình sản xuất là để mà thu sinh khối, mục đích của mình để thu sinh khối làm thì thực phẩm chức năng hay là
xuất cái không gặp nhiều hạn chế. Thế nhưng vừa được anh còn nói là nếu mà sử dụng cái hệ thống này để làm tăng cái khả năng chuyển phá của tạo hình nguyên tố thì phù hợp. Em thì em sẽ bảo Rồi, ok, 16, nếu tiếp tục làm cái hệ thống này thì anh muốn em tìm một cái bài báo nó nghiên cứu cụ thể hơn hay? Bây giờ đã tổng quan rồi thì buổi sau sẽ cụ thể hơn cho mọi người biết rõ hơn cái hiệu quả của nó. Rồi, còn ai có câu hỏi nào khác cho Bảo không? Hay Bảo có muốn hỏi gì không? Nếu không thì có xin lỗi. Thì những gì em đau đớn thì đau đớn chị. Không thì chuyển qua bạn tiếp theo. Như ý. Cảm ơn Bảo. Dạ, em cảm ơn thầy, cảm ơn anh chị. Chào thầy và mấy anh, chào các bạn. Thì hôm nay em sẽ thuyết trình về bài vi nhựa tích lũy ở trong cái loài cỏ biển tại Scotland. Thì đầu tiên mục đích của nghiên cứu này đó là họ xem thử cỏ biển có phải là nơi mà chứa vi nhựa hay không. Và thứ hai là họ phải khẳng định chắc chắn một điều là vi nhựa nó sẽ bám ở trên cái lá của cỏ biển. Và thứ ba là người ta sẽ xem thử cái quần thể sinh vật mà di động nó có liên quan tới cái sự tới cỏ biển hay không, để xác nhận được cái sự tiêu thụ của vi nhựa. Thì bài báo này, phương pháp thu mẫu thì người ta dựa chủ yếu vào Waterless và Live Transect. Thì đầu tiên thì mẫu người ta sẽ cả một khi mà chiều xuống thì người ta sẽ cả một cái đường transect dài 100 m song song với cái đường bờ biển, và mẫu cỏ biển sẽ được lấy dọc theo cái đường transect này từ trên xuống dưới theo hình ô vuông ở trong dọc từ trên xuống dưới. Và mỗi bên của đường transect này thì người ta sẽ lấy 3 mẫu thì để xác định được loài và xem nữa chắc chắn rằng là vi nhựa nó có bám ở trên cái lá cỏ biển này hay không. Và mẫu trầm tích ở đây thì người ta sẽ thu bằng một cái ống ly tâm 50 ml và thu ở độ sâu 5 cm. Thì người ta cũng sẽ thu ở hai bên của cái đường transect. Và ở đây thì người ta sẽ có thu một mẫu kiểm soát ô nhiễm, là người ta sẽ thu mà ở nơi là không có cỏ biển và là một nơi cũng giáp với lại cái đường bờ biển nhưng mà sẽ không có cỏ biển mọc. Thì và ở đây thì quần thể sinh vật cũng sẽ được thu ở trong cái ô 1 m² và cũng sẽ thu theo tương tự như là thu mẫu trầm tích. Và ngoài người ta sẽ thu mẫu sinh vật bằng tay. Thì đối với cỏ và trầm tích thì người ta sẽ cho tay xuống và sẽ xem các sinh vật có sinh vật nào, thì người ta sẽ bắt và bỏ trong cái ống bipetni, ống ly tâm này. Và mẫu nước sẽ là mẫu được thu cuối cùng, thì người ta sẽ thu mẫu nước theo dọc theo cái đường transect và sẽ thu cả một chiều xuống và một chiều lên, thu bằng lưới thu mẫu động vật phù du với kích thước là 200 micromet. Và ở đây thì người vì thu lúc chiều thấp nên người ta không thể xác định, không thể dùng flowmeter mà người ta sẽ dùng tốc độ di chuyển của con người, là người ta sẽ tính tốc độ di chuyển là 0.5 m/s và sẽ thu trong vòng 2 phút.
Thì và ở đây thì ở đây có phương pháp phân hủy, thì ở đây người ta sẽ thử với hai loài sinh vật đó là giám sát và thân mềm. Thì ở đây người ta có thử với protein cao ở 50 độ C trong vòng 18 giờ và KOH 50 độ C trong vòng 2 giờ. Thì người ta kết luận là KOH 10% trong vòng 50 ở 50 độ C trong vòng 2 giờ sẽ cho kết quả tiêu thụ tốt hơn và sẽ được sử dụng làm phương pháp phân hủy ở trong bài này đối với đối với quần thể sinh vật. Thì phần thì ở đây thì mẫu sau khi thu về được sự thì đối với mẫu nước thì mẫu sẽ không được xử lý mà sẽ được lọc trực tiếp qua giấy lọc và đem để ở nhiệt độ phòng và sau đó đem đi soi. Còn mẫu trầm tích thì mẫu sẽ được đậy và để khô qua đêm ở 50 độ C cho đến khi mà không còn độ ẩm. Và sau đó thì người ta sẽ thêm 100 ml NaCl vào và lại và bỏ trong máy khuấy ở 30 độ 30 giây và sau đó là để lắng ở 2 phút. Và sau đó thì người ta sẽ lấy khoảng 30 ml ở lớp nước trên của dung dịch để đem đi lọc và sẽ được thực hiện lại 3 lần để đảm bảo rằng là không bị sót nhựa trong mẫu. Và ở đây thì mẫu cỏ biển thì người ta sẽ sau khi lấy thu về thì người ta sẽ rửa với 35 ml trong nước cắt và lắc bỏ trong bình ly tâm và người ta sẽ lắc trong vòng 30 giây. Và sau đó thì cái lớp của cỏ biển sẽ được bỏ lên một cái khay và người ta sẽ lấy cái lưng của con dao, người ta cạo cái lớp biofilm ở trên nó đi và cái lớp biofilm nó sẽ được rửa lại một lần nữa và đem đi lọc. Và cái thì còn quần thể sinh vật ở đây thì người ta đầu tiên người ta sẽ quan sát dưới cái miệng vi và sau đó đo ghi nhận lại các như là chiều dài và sau đó mẫu sẽ được thêm vào KOH ở 50 độ C và trong vòng 2 giờ và sau đó người ta sẽ thêm 20 ml nước cất và khuấy trong vòng 30 giây và sau đó để ở nhiệt độ phòng trong vòng 5 phút và đem đi lọc mẫu. Thì về phân tích mẫu thì ở đây thì người ta sẽ phân tích bằng định lượng mẫu, định lượng và soi mẫu thì sẽ bằng kính, vẫn là bằng kính Leica, bằng kính soi nổi và các thông số người ta ghi nhận đó là chiều dài, đếm vi nhựa và chụp hình và các phân loại dựa theo màu sắc và hình dáng. Còn polymer còn bản chất của vi nhựa ở đây sẽ được xác minh bằng FTA và sử dụng một cái thiết bị để mài nhẵn mặt của vi nhựa để làm tăng diện tích tiếp xúc để FDA hoạt động một cách hiệu quả hơn. Và kết quả của bài báo này thì kết quả là người ta ghi nhận kích thước vi nhựa ở khoảng từ 0,04 cho đến 3,95 mm và sợi thì chiếm hơn 50% trong tổng số vi nhựa quan sát được và màu xanh cũng là màu chiếm ưu thế nhiều nhất. Và ở đây thì kết quả của ở đây thì khi ban đầu thì người ta có đặt ra là mức độ vi nhựa với lại độ che phủ, thì ở đây thì người ta kết luận là sự xuất hiện của vi nhựa thì ở trong trầm tích thì nó không có mối liên quan tới mật độ của độ che phủ của lớp cỏ biển tại nơi thu mẫu. Và hình dáng thì cũng trên cái đường trai sát lai thì hắn cũng tương tự với cái hình dáng ở ngay chỗ mẫu control của mình. Thì ở đây thì vi nhựa ở trong trầm tích thì nó không có phân bố đồng nhất ở các khu vực thu mẫu. Thì trên cái đường trai sát lai thì nó số liệu nó 10 m, 20 m, 30 m thì nó vẫn không đồng nhất số liệu, có nơi cao, có nơi thấp, chứ không theo quy luật. Và ở cỏ biển thì có sự khác nhau giữa số lượng vi nhựa ghi nhận được ở sự bám dính ở trên bề mặt của lớp cỏ và
Địa điểm thu mẫu ở transect line là 10, 30, 40, 50 và 60, và số lượng và cái số lượng vi nhựa mà bám dính ở trên cái lớp cỏ biển thì nó không phụ thuộc vào chiều dài hay là hình dáng hay là nơi thu mẫu của kim đường transect line. Và cuối cùng là người ta thấy là có một sự tương tự giữa các loại và màu sắc thu hoạch, màu sắc, và người ta thấy là các mảnh fragment thì được ghi nhận ở cả quần thể trầm tích và ở trên cái bề mặt của lá, và nó có ở mặt ở bất cứ đâu chứ không phải bất kể ở chất nền, phụ thuộc vào chất nền hay là một sinh vật sống nào khác. Yeah, bài thuyết trình của bài báo của em tới đây là hết. Cảm ơn ý. Mời các bạn. Đầu tiên, ông hỏi là trong cái phần kết quả thấy hàm lượng vi nhựa ở mẫu đối chứng nó ít hơn hàm lượng vi nhựa ở các mẫu mà có tảo biển ngang ngửa hoặc là ít hơn. Ông nghĩ là khi mà có cái lớp tảo biển bên kia nó giữ vi nhựa lại thì cái lớp trầm tích ở dưới hàm lượng vi nhựa nó sẽ ít hơn là nơi không có tảo biển ở trên bề mặt. Vậy thì người ta có giải thích về cái kết quả này. Thì ở trong bài thì người ta có giải thích là vì ở cái nơi ở mẫu control thì là vì không có cỏ biển giữ nên nó sẽ bị tác động nhiều của sóng, còn nơi mà có cỏ biển giữ thì có nghĩa là ở đó thì người ta sẽ ghi nhận được nhiều. Ví dụ anh thấy ở cái quả control thì nó chỉ có một mình fiber thôi, còn ở cái quả mà nơi có các nhánh cỏ biển thì anh sẽ ghi nhận được cả nhiều hình dáng của vi nhựa. Thì người ta thấy là khi mà có lớp cỏ biển á, thì cỏ biển sẽ giữ lại, hắn sẽ không cho kiểu là nước hắn sẽ không bị xáo trộn nhiều, nên cái lượng vi nhựa hắn sẽ bị hắn nhiều hơn. Còn nơi mà không có cỏ biển giữ á, thì nước sẽ bị xáo trộn liên tục á, nên là cái lượng vi nhựa hắn sẽ bị bớt đi. Thì bữa trước thầy có nói là về cái ở bài ni với mấy bài trước thì có bài là người ta sẽ xử lý cái cỏ biển, nhưng mà thầy muốn thì hình như là nó cũng chỉ có soi, một là soi thẳng, hai là nó sẽ cạn cái lớp biofilm đi chứ họ không phân hủy, họ không làm nữa thầy. Nhưng mà theo em nghĩ thì nếu mà cạn cái lớp biofilm đi thì nó sẽ bị vỡ vụn cái vi nhựa ra, sẽ rất là khó để xác định hơn là cái việc mà mình soi thẳng mẫu. Thưa, về cỏ vi nhựa ở trên bề mặt của cỏ biển nhiều hoặc ít thì sao? Ở kết quả hiện tại thì qua mấy cái bài báo em đọc thì hắn ghi là hắn không ghi nhận được mối tương quan giữa ví dụ như độ che phủ hay là chiều dài hay là nói chung là bất cứ cái gì mà liên quan tới cái việc mà vì đăng trên cỏ biển có sự bám dính của vi nhựa thầy. Thì người ta chỉ đặt ra vấn đề là do cái lớp biofilm đó, thì khi mà vi nhựa không có chuyển động đó, thì nó sẽ bị bám dính thôi, rồi lớp này chồng lên lớp khác thôi, chứ hắn không có nói là có mối tương quan vì đăng thế thầy. Nhưng mà họ có khuyến cáo là mình nên làm về cái mà tiến hành mô phỏng động lực khác nhau của thầy kìa để xác định tốc độ lắng, thì từ đó mình có thể xác định được cái mật độ cao hay thấp của cỏ biển của vi nhựa trong cỏ biển thầy. Ý là cỏ biển thì cái mức độ lắng của vi nhựa nó sẽ cao hơn hả?
thay 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 em muốn biết á là cái vi nhựa có trên bề mặt của cái cỏ biển thì nó sẽ ảnh hưởng cái gì, nó sẽ nói đến được cái gì? À dạ thì ở đây người ta sẽ xếp ví dụ như trong thì sẽ bị sinh vật ăn đó thầy, nó sẽ đi thẳng vô trong lưới thức ăn nên sẽ gây ra các tác động ảnh hưởng. Ví dụ như có nhiều bài người ta làm về con Lucifer, mấy con động vật phù du mà sống ở trên cỏ biển, hoặc nó sẽ bị kiểu như mấy con non mà mang trứng nhưng mà nó bị hư, kiểu như mấy con nó bị phá hủy hệ sinh hệ tiêu hóa đồ các kiểu thầy, khi mà tiếp xúc với nhựa ở trên các thảm cỏ biển á. Thầy nghĩ là nếu như là mang nghiên cứu thì mới có thì nó có cái mức độ cỏ biển, tức là cái dừa cỏ cỏ biển á có liên quan với lượng bão phim ở trên cái bề mặt của cỏ biển hay không, thì đó cũng là một yếu tố quan trọng cho vấn đề về cỏ với dừa trên cỏ biển hay không. Có một bài em đọc thì hắn vẫn không chỉ ra được là kiểu có hay không, thì họ làm một cái, họ lấy tất cả các lá về xong họ phân ra là ví dụ như lớp nó cái lá nó có hết tất cả biofilm, cái lá còn xanh, cái thì có 70%, cái 30%, cái 20%, thì người ta cũng chỉ thấy là ví dụ như cái 50% với cái 10% là hắn lại nhiều vi nhựa, nhưng cái 100% thì lại ít, kiểu hắn vẫn không có kiểu quy luật đó thầy. Kiểu mấy bài này bài môn hắn cũng chỉ đang làm về kiểu là bước đầu tiên đánh giá, nhưng mà hắn vẫn không đưa ra được kết luận là vì đăng, hắn chỉ kết luận được là có sự xuất hiện của vi nhựa và vi nhựa bị giữ lại rất là nhiều ở trên các thảm cỏ biển, nhưng mà không đưa ra là lý do vì đăng. Ok, nhưng mà kiểu thì cũng nên lưu ý với cái đó nữa, có thể có hay không. Tới các bạn có câu hỏi gì nữa không? Anh chưa có câu hỏi gì không? Ok, thế tức là nhóm ví nhựa ok rồi. Bên chỗ nhóm ví nhựa lũ đó nhỉ? Dạ. Dạ, có làm rồi. Được cái ảnh hưởng của trời thay còn nói làm cái ảnh hưởng của ví dừa lên các loa sinh và phu dưới của làm được không? Dạ em đang đợi anh Linh đó thầy ơi. Anh Linh bị nhốt rồi con đâu rồi? Thứ tư là được rồi đó thầy. Hả? Thứ năm thứ tư rồi là mẹ chiều. Nó là em ở quận Nam ấy, ở đến nặng. Anh cách lấy cả anh cho về luôn thầy. Thế đó, được ra rồi hả? Dạ. À rồi ok. Rồi ok. Xong rồi. Dạ rồi, vậy thôi, buổi seminar hôm nay như vậy là tốt, kết thúc. Và các bạn nhớ là tất cả các bạn submit các cái bài seminar các bạn đã báo cáo rồi theo cái form anh đã gửi bên nhóm chat ở Zalo.